Kênh Bằng Lửa Cô Độc mến chào toàn thể tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em ngày hôm nay nha. Buổi chiều thì cũng chúc anh em sau khi làm việc về nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân. Thì đến với kênh của em, anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em được đăng ký. Anh em đăng ký kênh rồi cho em được like, người chia sẻ. Anh em và cùng nhau đồng hành chia sẻ về niềm đam mê sưu tầm, sử dụng, sở hữu những chiếc Zippo, những cái quạt độc lạ xưa. Thì bài hôm nay là bài thứ 96C. Anh em chọn mã số mấy trong bài thì anh em cho em biết nha. Thì xen kẽ với nhau, một ngày em chuyên về một cây về Zippo, một ngày em sẽ chuyên về những cây hộp độc lạ xưa, thì cũng có kèm theo một hai cây hộp độc lạ xưa vô nha. Thì em ra bài hơi trễ, em không ghim được giá với em không ghim được số bài với lại mã hàng, mong anh thông cảm nha. Số điện thoại của em là 0934072506, trong phần miêu tả em có để trong đó nha mấy anh. Anh em và các bạn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em. Em xin phép cho bài luôn nha mấy anh. Đầu tiên là một chiếc Zippo hình thức là new. Cây này bản đặc biệt nha, học xin thôi ạ. Hàng new full box nha. Em lem đổi nhiệt cho mấy anh nè. Zin hãng. Lắc cây bạc. Hình thức mới, chưa bao sử dụng. Lắc cây bạc đó là vậy. Cái này được sản xuất cho năm 1996, 12 la mã. Như hoàn toàn. Mã số 1 giao lưu với anh em là 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi. Rồi vỏ gột trùng 96. 1 triệu rưỡi mã số 1. Cái này em cũng đang sale. Cái này lúc trước em nhập về tới 1 triệu 8. Tiếp theo cũng là dòng này đang sale nè, cái này lúc trước em nhập về tới 1 triệu 7 nè. Mà hôm nay mã số 2 này em giao lưu với anh em 1 triệu 390 thôi. Hình thức niêm phong bóc zin của nó, giá niêm yết của hãng lúc sản xuất này 1 triệu 4, gần 1 triệu 4. Cái này là 1 triệu 350 nha, có 1 triệu 390. Mã số 2 bạn cây chủ đề về đảo quần đảo Hawaii, hình thức là niêm. Tem giá vẫn còn 7.000 tương đương 1 triệu 4 á. Cái này được sản xuất vào năm 1996 luôn nha mấy anh. Thời điểm đó là bán 1 triệu 4, anh em biết 96 năm nay cũng 20 mấy năm. Ủa 96 ở 20 mấy năm, 27 năm. Rất là đẹp nha. Mới hoàn toàn, cây này cũng là dòng em sưu tầm á. New hoàn toàn luôn, chưa qua sử dụng. Bụi đá mục rồi, cái này em sưu tầm do đó em không thông đá, để nguyên gì. Anh em có yêu cầu thông đá vệ sinh đó, bụi đá thì em sẽ để, em sẽ làm lại nha. Rồi vỏ gỗ trùng 96 để em coi có trùng tháng hay không. Rồi trùng năm thôi, không vượt. Cái này giao lưu với anh em 1 triệu 390, mã số 2. Cái này cũng sale, cái này sale. Nói chung hàng cái này em cũng sale xếp. Đa phần là những cây như thế này em sell hết rồi. Mã số 3 cũng là một cây tình trạng new full box nha. Bản phiên bản limited. Kỷ niệm 75 năm thành lập công ty Zippo. 1932-2007, hình thức là new box nha. Cái hộp em để ngoài này. Đây là cái đế, cái hộp ở trong. Nó như vậy. Bản limited. Phiên bản giới hạn cây này thì 1 triệu rưỡi. Cây này em cũng sell. Hình thức là niêu hoàn hảo nha mấy. Đồng mạ rơm HB, các ăn mòn zin hãng nha. Chủ đề 75 năm, ngày thành lập công ty Zippo. Niêu hoàn hảo. Đồng mạ rơm HB. Cái rơm HB thì nó hay bị bám bụi gì đó, em đã kiểm tra rồi. Đây là một bản niêu hoàn hảo nha, không phải không xước không gì hết. Sản xuất năm 2007, đáy lõm dòng là đời 7 nha, tháng 1 năm 2007. Cái này được cái vỏ gột trùng cả tháng 5 luôn nha mấy anh. Không cần phải rút gọn, hàng kiểm tra rồi. 1 triệu rưỡi mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây chủ đề về đỏ Hawaii, cũng là tình trạng new. Cũng sản xuất năm 1996. 1 triệu 390 nha, mã số 4. Chỗ gọn trùng cả tháng 5 luôn nha mấy anh. Trong đây có bản limited nha, có in cái dấu dấu limited đây nè. 96.
New 12 La Mã. Không xin phép không khỏi gút gụn nha, dỗi gụn trùng. Đây gụn 96 12 La Mã này. Cây này 1.390.000. Dòng này em cũng đang sale giống như cây kia thôi. Mà mỗi cây một chủ đề nó khác nhau. Rồi 1.390.000. Tiếp theo một cây VIP đây. Cây này tức là New. Em làm jean hãng kỳ sĩ bóng đêm nha. Cây này siêu hiếm luôn. Cái này hiện giờ em sale còn có 3.200.000 thôi mấy anh. Tranh thủ lấy cái này. Cái này thật sự lúc trước thời gian trước em nhập về tới 4 triệu mấy rồi. Gần 4.500.000 vậy nè. Lắc kê bạc New. Sản xuất năm 04. Năm 2004 nha. Em đem xin hãng cái này cực hiếm luôn. Mới hoàn toàn 100%. Lỗ gỗ trùng 04. 3.200.000. Mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cây cò mổ của Nhật. Nhật sản xuất từ thập niên 50. Cái này được phủ lớp sơn màu đen nha. Sơn đá, cái chế sơn đá. Thương hiệu Rondran. Cái này có khắc chữ sao băng là mắc in sao băng ở dưới đây. Đây. Cái này như một cái mới mà. Golan. Do quá trình lâu năm á, nó có bị hơi xấu xí, không được đẹp. Rồi 350.000 nha, mã số 6. Tiếp theo mã số 7 sẽ là một chiếc Zippo hình thức là New Full Box. Cái này thì 750.000 nha, 750.000 lá cây bạc rất là dày. Chủ đề về thể thao. Lắc cây bạc nha, hình thức là New. Bạc thì nó dày á, để lâu thì nó dày thôi. Không thấy vết chày xước cho em dám lao. Bạc nó mềm giống như cờ rơm bóng, lao là nó dễ bị xước lắm. Để nguyên bản cho nè. À, cái này là phiên bản giới hạn nha. Phiên bản giới hạn 0252. Hình thức là New, sản xuất năm 96 luôn nha mấy anh. 12 La Mã. Mới hoàn toàn 100%. Cái này thì cũng 750.000 thôi. Rồi giỏ gỗ trùng 96 này. 12 La Mã. 960. Rồi cái này giao lưu với anh em là 750.000 nha. 750. Mã số 7. Tiếp theo mã số 8 cũng là chiếc Zippo hình thức còn New Full Box. Đồng mã rơm hơi xước hay mặt chủ đề Zippo. Ăn mòn axit chủ đề Zippo. Chủ đề đơn giản nhưng khá hay. Nước Mỹ. Jesus of Car of American. New nha, New hoàn hảo. Đồng mã rơm hơi xước dòng nội địa Mỹ. Sản xuất vào năm 2000. Kép 700 thôi mấy anh. Dòng này thì anh em cũng biết một thời gian trước em nhập về. Để khá lâu rồi, anh sưu tầm á. Hình như giỏ gột trùng 5 tháng luôn thì phải. 16 La Mã y. 16 La Mã. Tại đèn nó tối quá, mắt em dạo này nó bị cận á, không thấy rõ. Mới có trùng tháng hay không? Trùng 5 thì chắc chắn rồi. Rồi 700 mã số 8. Những cái mới như thế này em đi nhanh lắm á. Nói chung chỉ cần anh em chọn mẫu thôi. Còn hình thức thì nó đã New rồi. Cái này thì 750.000 nha. Không tình trạng New hộp. Cái này 750.000. Đồng mã rơm satin. Cái dòng satin này thì chống bám mồ hôi và vân tay, chống chất xước rất là tốt. Chủ đề Liberty, chủ đề tượng thần tự do của nước Mỹ nha. Ở đây là biểu tượng của nước Hoa Kỳ nè. Cái này là chữ Zippo, còn đây là lá cờ Mỹ. Được khắc nha. Ăn mòn axit á, cái này rất là hay. Rồi 750.000 thôi, cũng được sản xuất vào năm 2000 luôn. Tháng 2 năm 2000 đã lỡ dòng nội là Mỹ. Năm cái này cũng khá hay á, bật hai ba cái cho nó xước cái buồn đốt của anh em. Rồi ruột thì 99 là 1 năm. Được sự cho phép nhà sản xuất nha. Cái này 750.000 mà số 9. Năm cái này cũng khá hay nha.
vỏ cũng tương đối dày nhé. Rồi 750 mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một em cò mổ, cái này 390 nhé. Cái này rất là độc. Có chỗ anh em cho móc khóa này, cái này zin hãng nha, cái móc này là zin hãng. Không biết zin hãng hay không thì khi nhập về nó đã như vậy rồi. Thì sản xuất về những năm 50 á. Lâu năm mới lớp sơn nó bị như vậy. Bây giờ thương hiệu ở dưới Frin, một dòng thương hiệu của Nhật, anh em cũng biết rồi, thương hiệu Frin Corner. Cái dòng thương hiệu Frin là dòng thương hiệu của Nhật khá là nổi tiếng. Ở đây là cỗ máy xe ngựa ngày xưa này. Cái này cũng được sản xuất vào thập niên 50 thôi. Phom này cũng khá hay. Hai cái phom này khác nhau. Phom này thì dòng phom này thì nhiều, dòng phom này thì ít này. Khá hay. Cái này thì 390 bánh bén nha. Bánh bén. 390. 390. Mã số 10. Tiếp theo mã số 11, cái này em đang sale này. Cái này thì chỉ còn một cây một duy nhất thôi. Dòng Windy. Khác màu đổ sơn qua sử dụng nhưng còn đẹp nha, sản xuất vào năm 99. Qua sử dụng còn đẹp. Chắc chút nữa cầm đi chăm thuốc. Tiếp. Ở đây cái góc này có cắn nhẹ này. Móp nhẹ đây. Một góc. Và cái này 5 xỉ thôi, 500 ngàn, âm 2. Bánh bén 500. Mã số 11. Anh mấy anh sale theo dõi kênh của em cũng biết á, có thời gian. Cái cây này em bán toàn là 660 mấy 700 thôi. Hôm nay sale xuống còn 500 nha. 500 là giá kịch sàn rồi, không sale được nữa nha mấy anh em. 600 là đã giá vốn rồi, 500 là kịch sàn rồi. Rồi cái này thì 400. Một dòng vải Kimco của Áo, được sản xuất trong thập niên 70 nhưng bọc da riêng hãng. Cơ chế là săn đá, này là do sưu tầm á. Cái dòng này thì cái bọc da này nó hiếm hơn. Cái cây này thì cái cây cối áo này thì nhiều nhưng mà ít có khi nào có được cái bao da ngoài bọc da này lắm. Do đó họ sưu tầm á, họ để lại, nó còn nguyên, nó còn mới nha. Nên có chuyện giấu đàng hoàng. Khi anh em sử dụng thì anh em đẩy cái này lên gì nè. Bọc da lâu năm nó có bị nhăn nhăn gì thôi. Chưa thông đá nha mấy anh em bật không được nha, đang gạt đá. Này, kim cô của Áo nha. Từ sản xuất vào thập niên 70 thôi. Anh em mở cái này ra. Kéo này xuống là anh em vô viên đá chỗ này. Mà khi anh em mua thì anh em hãy nhớ nhắc cho em thông đá nha, thôi em quên. Và cho mình đẩy này lên. Đó. Còn xăng thì anh em rút cái này ra. Giữ cái nút này ra. Anh em vô xăng đây. Rồi sau này để lại. Và khi anh em sử dụng thì như vậy anh em bật lên nó sẽ cháy. Nó cháy anh em châm thuốc hoặc là anh rút ra như thế này. Nó vẫn cháy như vậy này, có cái tim này nó cháy anh em châm tẩu đường nha. Chỉ có 400 ngàn thôi, mã số 12. Mã số 12. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây nha mấy anh em. Cảm ơn tất cả các anh em trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ kênh của em nha. Đến với kênh của em, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình đăng ký. Nếu đăng ký kênh rồi cho mình like, rồi chia sẻ nha. Số điện thoại của em cũng là Zalo của em luôn nha. 0934 72 506, em ghi trong cái phần miêu tả đó. Phần xem thêm anh em nhấp vào đó sẽ có số điện thoại của em nha. Do ra ba trễ á, em không ghi được cái số mã hàng với lại số điện thoại của em, mong anh em thông cảm. Thì bài hôm nay là bài thứ 96C nha. Anh em chọn mã số mấy trong bài thì nhớ cho em biết. Rồi sẽ nên chọn cái này cái số 1 thì anh em ghi 96C/1 nha. Rồi, mến chào anh em, hẹn gặp lại mấy anh em kỳ tới. Bye.